Đậu gà. Bà con ta biết đậu gà hết rồi phải không bà con? Đậu gà à, ai cũng biết ăn vào nó rất tốt, tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ơi. Nó tốt cho sức khỏe khi ăn đậu gà. Nhưng mà riêng có một số người và số bệnh thế này vui lòng không ăn đậu gà để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Đó là những người không ăn đổ gà hay là đậu gà thì không nên. Đó là những người đang bệnh tiêu hóa không nên ăn. Những người không nên ăn đậu gà hay đổ gà là bệnh tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm túi thừa, tắc mật mãn tính, hội chứng kích thích, trào ngược dạ dày, tiền sử dị ứng vô cùng, nổi hạt, nổi mề đay, nó ngứa, đau bụng, bệnh thận là không nên ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình. Khi ăn đậu gà vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đổ đậu gà tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, tiểu đường, giảm cân, ung thư, tốt tốt cho tiêu hóa, nó tăng cường sức khỏe, tốt tốt cho việc giảm viêm, tốt cho việc giảm cân, kiểm soát được đường trong máu, tốt tốt cho việc giảm huyết áp, tốt cho xương. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Chúng ta chỉ ăn 100g một ngày, ăn liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Kênh chúng tôi chuyên môn nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì ăn gì và không nên ăn gì. Cho nên bà con thấy được 4 video của chúng tôi một ngày thì vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh, mạnh khỏe. Và đồng thời ủng hộ cho chúng tôi, đăng ký để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, mạnh, khỏe. Xin chào.